Chợcưdân.com, website rao vặt cho cộng đồng cư dân tại các chung cư trên toàn quốc. Với Chợcưdân.com, bán hàng tại chung cư chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Tặng ngay 300.000 điểm thưởng cho thành viên mới, miễn phí đăng tin để bán hàng cho hàng nghìn thành viên. Đăng ký ngay tại Chợcưdân.com. Tiến ra nước ngoài, Viettel đã góp phần thay đổi hình ảnh Việt Nam như thế nào? Năm 2006, Việt Nam có chưa đầy 5 doanh nghiệp trị giá tỷ đô và không có một doanh nghiệp nào thuộc top 20 trên thế giới. Vào năm đó, Viettel, một công ty viễn thông với doanh thu khoảng 7.000 tỷ đồng và lợi nhuận chưa đến 1.500 tỷ đồng, vừa kinh doanh dịch vụ di động tại quê nhà Việt Nam được 2 năm, nhưng đã thực hiện những bước đi đầu tiên trên con đường Go Global. Năm 2019, Viettel đã trở thành doanh nghiệp thuộc top 15 công ty viễn thông lớn nhất thế giới về số thuê bao, top 40 công ty viễn thông lớn nhất thế giới về doanh thu. Giá trị thương hiệu của Viettel được Brand Finance xác định là 4,3 tỷ USD, thuộc top 500 thương hiệu lớn nhất trên thế giới. Riêng Viettel Global, đơn vị phụ trách lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài của Viettel, đang có giá trị gần 2,4 tỷ USD trên sàn chứng khoán Việt Nam. Campuchia, nơi bước chân đầu tiên của Viettel ra thế giới. Tháng 6 năm 2006, công ty Viettel Cambodia được thành lập và 4 tháng sau hoàn thành tuyến cáp quang đầu tiên từ văn phòng tại Sankat Chattomut đến trạm An Giang 18 và 19. Đoàn cảm tử quân lần đầu tiên đem chuông đi đánh xứ người, chỉ gồm có 6 người Viettel đến từ Việt Nam, vật lộn học hành, tìm hiểu, làm tất cả mọi việc để xử lý các thủ tục giấy tờ, xin giấy phép, triển khai dự án. Sau 3 năm chuẩn bị, mạng di động của Viettel tại Campuchia chính thức kinh doanh và ngay lập tức đối mặt với một thị trường có tới 7 doanh nghiệp và Medphone, thương hiệu được Viettel lựa chọn cho thị trường Campuchia là thành viên thứ 8. Trong đó, riêng Mobitel đang chiếm tới 50% thị phần. Những điều kỳ diệu ở lục địa đen và châu Mỹ Latin. Năm 2010, chỉ 3 ngày trước khi Viettel sang Haiti ký hợp đồng thành lập liên doanh viễn thông, trận động đất khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại đã xảy ra. Thảm họa động đất này đã phá hủy hoàn toàn các công trình lớn của quốc gia châu Mỹ, cướp đi mạng sống của hơn 300.000 người, san phẳng thủ đô Port-au-Prince và đẩy nơi đây vào nạn dịch tả khủng khiếp. Vào thời điểm khai trương, Netcom là công ty duy nhất tại Haiti cung cấp đầy đủ dịch vụ viễn thông, công ty duy nhất cung cấp công nghệ 3G và cũng là nhà mạng sở hữu cổng kết nối Internet quốc tế duy nhất của Haiti qua tuyến cáp quang biển 10 gigabit tới Bahamas kết nối đi Mỹ. Sự xuất hiện của Netcom đã trực tiếp đẩy mặt bằng giá cước viễn thông giảm tới 20% so với trước đây. Gần giống như tại Haiti, vào năm 2014, khi Viettel chính thức kinh doanh tại Burundi, một quốc gia châu Phi, thì đất nước này rơi vào trạng thái bất ổn về chính trị. Các nhà mạng đang kinh doanh tại đây đều tạm ngừng hoạt động và đưa các nhân sự chủ chốt rời đi để đảm bảo an toàn. Cũng tại lục địa đen, mạng Mobitel của Viettel tại Mozambique từng được mệnh danh là điều kỳ diệu châu Phi khi làm bùng nổ một cuộc cách mạng về di động và giành tới 6 giải thưởng quốc tế. Trước khi Mobitel xuất hiện, chỉ dân thành phố mới có thể sử dụng Internet và điện thoại di động với mức giá cước người giàu. Năm 2012, Mobitel bắt đầu kinh doanh và hiện nay, người dân Mozambique có thể sở hữu một chiếc điện thoại di động 2G với giá 799 Mexico khoảng 250.000 đồng hay điện thoại 3G với giá 3.199 Mexico chưa tới 1 triệu đồng với mức cước thấp hơn các nhà mạng khác. Cú nhảy tại xứ sở tí hon Đông Timor và thành quả của sự kiên trì tại Myanmar. Đông Timor là một thị trường rất nhỏ với dân số chỉ tương đương một thành phố nhỏ ở Việt Nam. 90% địa hình nơi đây là đồi núi nên việc triển khai hạ tầng mạng lưới rất gian nan, đẩy chi phí đầu tư lên rất cao. Thị trường kém hấp dẫn khiến cho đảo quốc này chỉ có một mạng di động cho đến khi Viettel đặt chân đến. Sau thời gian siêu tốc là 6 tháng khai trương, Telemore đã có lãi. Doanh nghiệp tí hon được trao giải, doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất năm tại khu vực châu Á, châu Úc và New Zealand trong khuôn khổ giải thưởng kinh doanh quốc tế năm 2015 của tổ chức Stevie Awards Mỹ. Myanmar là thị trường quốc tế thứ 10 và mới nhất của Viettel khi chính thức kinh doanh vào tháng 6 năm 2018. Thế nhưng, Myanmar lại là nơi mà những người Viettel đã nằm vùng cả thập kỷ, trải qua rất nhiều lần lỡ hẹn mới có thể chinh phục. Với lợi thế về hạ tầng 4G tốc độ cao và mạng lưới rộng lớn nhất đất nước Myanmar đem đến các dịch vụ chất lượng cao nhưng giá rẻ, Mitel đã tạo ra một cuộc cách mạng trên thị trường dữ liệu di động, làm bùng nổ hoạt động truy cập Internet tìm kiếm thông tin, nghiên cứu, giải trí trong cộng đồng người dân đất nước Chùa Tháp.
Năm 2019, Mitel đặt mục tiêu tăng gấp đôi số thuê bao lên 10 triệu, tiếp tục phát triển mạng 4G và thực hiện chuyển đổi số ngay trong năm nay. Mặt trời không bao giờ lặn ở Viettel. Từ 6 người dũng cảm thực hiện nhiệm vụ là đầu tư sang Campuchia, giờ đây thị trường của Viettel đã là 11 quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Tại châu Á có 4 nước là Campuchia, Lào, Đông Timor và Myanmar. Tại châu Phi có 4 nước là Mozambique, Cameroon, Burundi và Tanzania. Tại châu Mỹ có 2 nước là Haiti và Peru. Số thuê bao khách hàng của Viettel tại nước ngoài đã đạt hơn 35 triệu. Thương hiệu viễn thông của Viettel đã đứng vị trí số 1 tại 5 quốc gia gồm Campuchia, Lào, Burundi, Đông Timor và Mozambique. Việc nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu trên thị trường ở nhiều quốc gia đã chứng tỏ được sức mạnh của Viettel trong ngành viễn thông toàn cầu. Với công nghệ mới 5G, Viettel sẽ là một trong những công ty đầu tiên trên thế giới chính thức kinh doanh. Hoạt động trên nhiều múi giờ tại 3 châu lục Á, Phi và Mỹ Latin, người Viettel nói rằng mặt trời sẽ không bao giờ lặn ở Viettel. Từ Nhịp sống kinh tế, cafebiz.vn, Độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.